Các ngành chức năng lập hàng rào bảo vệ khu vực cưỡng chế, đồng thời huy động đông đảo nhân lực cùng nhiều phương tiện, máy xúc, máy ủi vào cưỡng chế tiếp 15 công trình vi phạm còn lại. Dự kiến việc cưỡng chế sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 5. Đợt này, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã phê duyệt cưỡng chế 68 công trình sai phạm ở 9 xã. Các công trình bị phá dỡ đều xây dựng trên đất rừng vào năm 2017 đến năm 2018.